Được rồi, chúng ta đã nói về việc sử dụng cái Chrome Extension phân tích nhu cầu trên các trang web như là Alibaba và Shopify trong cái video này. Tôi sẽ đi qua một số cái trang web khác mà bạn có thể sử dụng cái Demand Analyzer này, và cơ bản sẽ chỉ cho bạn cái cách mà bất kể bạn ở đâu trên Internet, bạn có thể tìm hiểu cái nhu cầu trên Amazon. Và chúng ta hãy tiếp tục và nhảy đi ngay vào nó nhé. Và trang web đầu tiên tôi sẽ nói về cái quyền mà ngay đây, đó là Etsy ngay bây giờ ở đây. Tôi vừa tìm kiếm cái coffee sale, được rồi. Vì vậy tôi ở đây trên kết quả tìm kiếm cho các coffee sale. Tôi có thể nhấp vào đây trên cái Chrome extension và nhấn cái Analyzer Product Demand trên Amazon. Và những gì sẽ xảy ra ở ngay đây là sẽ đưa ra cái máy, cái Demand Analyzer, và nó sẽ có cái kệ quan tài, một số keywords liên quan cái kệ quan tài ở ngay đây. Và sau đó tôi có thể đánh cái phân tích, nó sẽ hiển thị cái lịch sử, khối lượng tìm kiếm và mọi thứ bạn biết và yêu thích từ cái Demand Analyzer. Bây giờ một điều thú vị khác là tôi có thể thực sự ở trên cái Etsy. Và nếu tôi nhấn cái Demand Analyzer ở đây, nó không chỉ là sẽ lấy cho tôi cái keywords kệ quan tài ban đầu, mà nó sẽ đi xuống đây và lấy cho tôi một số keywords tìm kiếm liên quan phân tích trên cái Amazon Vì vậy nó sẽ bắt đầu gửi cho tôi kệ quan tài, hoặc là trang trí gỗ thích, là kệ pha lê và những cái thứ khác. Và một lần nữa, cái Etsy Guys là một cái tuyệt vời để sử dụng cái Demand Analyzer. Pinterest thì sao? I could be on Pinterest. Tôi có thể ở trên cái Pinterest và tôi kéo nó qua đây. Tôi có thể gõ vào cũng một cái keyword hoặc là bất cứ nhấp vào ngày đây vào cái Chrome extension, đánh vào cái nhu cầu sản phẩm được phân tích, và tôi sẽ nhận được các keywords khác nhau liên quan đến quan tài. Và ở đây hãy làm, và bây giờ đây là một cái mẹo nhanh để có một cái chiến lược nhanh chóng cho các bạn. Nó nói về điều này ở trên cái series người bán hàng podcast, để một cái nơi tuyệt vời để lấy ý tưởng sản phẩm theo xu hướng trên cái trang web của Pinterest. Và rất nhiều người thậm chí không nhận ra điều này tồn tại, cái xu hướng trong các danh mục khác nhau, thời trang, đồ ăn, thức uống làm đẹp. Trends. It shows you trends in different categories like fashion, food and drinks. Đây là một cái nơi tuyệt vời chỉ để tìm hiểu những gì đang thịnh hành trên Pinterest. Và sau đó bất kỳ trang nào trong số này một lần nữa, again, just go ahead, chỉ cần tiếp tục và chạy cái Demand Analyzer để xem là liệu có cái nhu cầu trên Amazon chưa, và cho bất kỳ cái xu hướng nào trong số này. Trends. Và tại Walmart, đây là một cái thị trường đang phát triển. Tôi đang ở trên cái coffee sale, tìm kiếm cái Walmart lần nữa, và tôi có thể sử dụng cái Demand Analyzer ngay tại đây và tiếp tục để tìm hiểu một cái gì đó tôi thấy trên Walmart. Tôi muốn xem cái nhu cầu trên Amazon là gì. On Amazon. Mà cơ bản bất kỳ trang web nào mà tôi đang truy cập, cuối cùng tôi có thể đến Amazon. Nhưng ngay cả khi tôi đang ở trên cái ESPN, và có lẽ tôi đang tìm kiểm tra cái điểm số và tôi thấy cái bóng rổ, cái áo bóng dài, tôi muốn đến Amazon thật nhanh và kiểm tra. Và bạn biết những gì đang xảy ra cho cái áo bóng dài. Tôi có thể nhanh chóng đến Amazon ngay đó và đánh cái áo bóng dài. Và ngay lập tức, tôi sẽ mặc cái áo bóng dài. Tôi có thể chạy X-ray ngay tại đây. Một lần nữa, các bạn có sử dụng cái Demand Analyzer. Tuy nhiên, trên hầu hết mọi trang web, cái Chrome extension như bạn có thể thấy hoạt động trên bất kỳ trang web nào mà bạn đang truy cập Internet. Bạn có thể tìm thấy cái nhu cầu trên cái trang đó. Và nếu chúng ta đang nói về Walmart, Etsy và Pinterest, và chúng ta đang phân tích thêm nhiều trang web hơn khi mà chúng tôi tiếp tục, hoặc là tôi có thể ở trên bất kỳ cái trang ngẫu nhiên nào như là ESPN hoặc là bất kỳ một cái nơi nào khác, và tôi có thể ngay lập tức chỉ bằng một cú nhấp chuột và đi đến ngay Amazon. Nếu mà điều đó lọt vào cái mắt xanh của tôi trên một cái trang web khác, tôi sẽ đi kiểm tra nó ngay trên Amazon. Và vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ thích cái Demand Analyzer. Có một cái trang web mà bạn muốn xem một số chức năng bổ sung nào, cái Demand Analyzer đảm bảo gửi nó cho cái bộ phận khách hàng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn đang bán hàng trên Amazon? Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền Tool 25 tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.